lỡ không về chắc em buồn biết mấy, dáng nhỏ sân xưa cũng nhớ đêm ngày. Đoạn liên khúc này em mở lên là thể hiện về giải lời, tức là cái lời ca rất là nhiều, nhạc gọi là nhạc rumba lính ấy. Đấy, mở lên nè. Rồi, mời các bác nghe lại một đoạn nhá. Xa nhau trong vài giờ, không gian thì lại cách xa muôn ngàn rồi em ơi. Xin chào toàn thể các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio bên em. Vâng, lại là em đây, em Dũng bên cơ sở 3, chuyên các mặt hàng và các sản phẩm về sự kiện cũng như là bát, tép, rời. Thì ngày hôm nay em xin được giới thiệu đến tất cả các bác một dòng loa bát, gọi là loa bát 30 chuyên lời đang có sẵn tại cơ sở Hiếu Minh Audio bên em. Thì như các bác cũng đã biết thì bên cơ sở 3 Hiếu Minh Audio bên em cũng đã đi vào hoạt động được một thời gian khoảng tầm độ 5-6 tháng. Thì ngày hôm nay cũng gọi là đã gọn gàng, tạm thời gọi là gọn gàng cơ sở để tiếp các bác. Thì bên em thì cũng gọi là vừa làm vừa bán thôi các bác ạ. Thì ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu đến tất cả các bác các cái dòng loa bát 30 để ghép array này, ghép loa full này, đang có sẵn hàng tại Hiếu Minh Audio các bác nhé. Tất cả các sản phẩm số lượng rất là nhiều. Đây, kho bên trong này, rồi bên trên kia. Đấy, bên trên phòng một căn gác xét trên, bên em rất là nhiều. Cũng như là rất nhiều các sản phẩm mà bên em đã nghiên cứu và sản xuất ra, làm thành phẩm, sử dụng các cái bát tép mà có sẵn tại Hiếu Minh Audio bên em. Thì từ loa súp này, đây là cặp bãi Audio Center, một cặp mà gọi là hàng khủng long. Bạo chúa mới về thì em đang nghiên cứu chuẩn bị chiều nay sẽ làm lại phá làng phá xóm rồi. Và đây là cặp súp kép. Đấy, súp kép bãi này. Rất nhiều sản phẩm đang chuẩn bị cập đến bên cơ sở sự kiện bên em. Thì ngày hôm nay em giới thiệu đến tất cả các bác một dòng loa, các dòng loa bát 30 đang có sẵn tại ở cửa hàng, sẵn tại kho bên em. Số lượng có rất là lớn, rất là nhiều luôn. Thì đầu tiên là một em bát 30 của thương hiệu BV Dub. Cặp này thì đang có giá tại cửa hàng bên em là giá là 4 triệu đó các bác nhá. 4 triệu một cặp nhá. Đấy, là bát 30 từ neo nguyên khối, hàng của BV Dub. Thì các bác cũng đã biết rất nhiều clip em review về các cái con các chiếc bát ở bên em, về tính năng cũng như là các cái thiết kế, cũng như là các cái khí động học, các cái chất xám mà trong này rồi. Thì ngày hôm nay em xin được nói qua về cái vấn đề các cái đấy thôi. Còn và bây giờ em sẽ thử thực tế cho các bác thấy là các cái chiếc bát này cái tính năng làm sao, cái chất âm chất tiếng như thế nào. Em hôm nay em sẽ thử trực tiếp với các bác luôn trên clip này nhá, để các bác hy vọng rằng chiếc điện thoại này nó có thể thu lại được một phần nào đó âm thanh thực tế, để các bác có thể cảm nhận được cũng như là lựa chọn được các cái sản phẩm có cái tính năng, có cái kỹ thuật, cũng như là có cái chất tiếng, chất âm mà các bác muốn hướng tới. Đấy, muốn hướng tới và khả năng cái tiếng loa nó đáp ứng được như thế nào để cho các bác nghe được thực tế, trải nghiệm luôn các bác nhé. Ok, bây giờ đầu tiên em sẽ cho các bác trải nghiệm, đó là em loa BV Dub, một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng, đình đám. Và cái chất bát, chất tép của em BV Dub này thì bên em phân phối cũng gần như là full mã hết các bác nhé. Và để so sánh với em nó cùng phân khúc ngang tầm với nhau thì cũng phải có một em bát cũng phải xứng tầm như thế. Thì hiện tại ở đây với em bát này thì phải nói là em hoa hậu ở xưởng bên em về bát 30, đó là em bát Philex. Em này thì là dòng 2 tầng côn với công suất 400W ở trở kháng 8 ohm các bác nhé. Trở kháng 8 ohm. Và em này thì có giá là hơi mặn mòn hơn, là 4 triệu 650 nghìn đồng một cặp các bác nhé. Em BV Dub, tất cả hai em đều là từ neo nguyên khối, từ neo nguyên khối. Và em BV Dub thì giá là 4 triệu. Đấy, giá hợp lý hơn. Còn em Philex này giá là 4 triệu 650 nghìn đồng một cặp các bác nhé. Tất cả giá bên em đưa lên là giá một cặp.
Và bây giờ để các bác cùng có sự trải nghiệm so sánh thử hai em nhá. Em sẽ đánh thử luôn. Rồi, ok, em cho vào đi. Đó, cho tiếng vào đấy đi. Đầu tiên, mời các bác cùng nghe thử chất tiếng của em. BVDUC. Hỏi em lại khóc. Bàn tay xin níu lại xin thời gian chưa qua mau. Ok, các bác có thể thấy không? Giải beat 2 của em nó rất là tốt, tức là cái giải lời ca ấy, lời ca của ca sĩ bản thân các bạn cái đoạn liên khúc này em mở lên là thể hiện về giải lời, tức là cái lời ca rất là nhiều nhạc gọi là nhạc rumba lính ấy. Đấy, mở lên nè. Rồi. Mời các bác nghe lại một đoạn nhá. Xa nhau trong vài giờ, không gian thì lại cách xa muôn ngàn rồi em. Khi các bác khi bác các bác thấy không, thường thường thì các cái loa bát nó em đã từng trong các clip em đã từng nói chuyện với các bác, từng chia sẻ với các bác là khi chiếc bát là bát loa ấy, thì còn phải ghép với cả thùng nữa, ghép với cái khả năng hoạt động của nó nữa, nên khi các bác cảm thấy khi anh em nghiêng lên một xíu này thôi, các bác đã cảm thấy tiếng bát nó đầy hơn đúng không ạ? Đấy, nó chính là khi mà cái khoảng không đằng sau này nó cộng hưởng thêm với cái không gian này đó. Khi mà để nghe trên như này. Giờ thì nghe ấm môi. Đêm nay. Nhưng mà khi em để nghiêng lên một xíu, đấy. Đêm đã khuya rồi mà lời lòng chưa vừa. Đấy không? Các bác cảm thấy không? Đấy là tiếng bát nó tự cộng hưởng lên luôn. Đấy. Khi em sẽ so sánh ở đây, em sẽ so sánh tất cả các cái dòng bát ở đây, tất cả những chiếc bát ở đây để cho các bác cảm nhận được tới cái sự khác biệt hoàn toàn luôn. Thực ra là nghe thực tế thì các em cảm nhận thấy khác biệt luôn. Cũng đôi khi kiểu như là tai em có thể là cũng đang nghe quen rồi là cũng phân tích nghe nhiều các dòng loa, nên là có khả năng là cái độ nhạy của em cũng sẽ tốt hơn. Nhưng mà hy vọng là cái điện thoại này có thể là thu âm và ghi âm lại được những cái sự khác biệt đó. Thì ra cái sự khác biệt đó là sự khác biệt là nghe rõ một thấy luôn các bác nhá. Đấy, em đang sử dụng với em vang đằng kia thôi. Đấy, máy tính mở trên kia. Đấy, thẳng xuống tới đây. Và 2 giây tín hiệu qua đây. Ok, kế đến là em Hoa Hậu. Em Hoa Hậu ở trong cơ sở bên em. Đấy. Người trai hiền ngang. Đấy, bác cảm thấy không? Cái lời ca mà cái tiếng gõ cốc 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 nghe nó rõ một luôn. Đấy. Em này giải đáp ứng rất là rộng luôn. Giải đáp ứng rất là rộng, giải mid 2 lên phải nói là rất là tuyệt vời. Em thử lại đoạn đấy đi, thử lại đoạn kia con em kia đi. Ok, đấy. Em cho các bạn thương nhớ sang đây. Bọn tôi cũng cưỡng cười mà lòng nghe buồn riêng vẫn khói thuốc chưa lần châm môi. Đấy, bác thấy rõ không ạ? Không biết các bác thế nào nhưng em cảm nhận rõ một luôn nhá. Em bát này đúng là phải là Hoa Hậu, đó là chất lượng hơn. Giải bát vừa đầy hơn này, giải lời ca rộng và sáng và cao hơn. Đấy, là để cho các bác cảm nhận thấy. Ôi mà lời lòng chưa vừa ý. Đấy, nghe tiếng chạch 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 rõ hơn mà tiếng lời ca cũng cao hơn này. Ta vẫn vờ từng đêm qua. Đấy, đấy, đã, các bác đã cảm nhận thấy chưa? Đấy, hai em cùng một phân khúc, cùng một phần, nói chung là em kia thì tất nhiên rồi, nó đắt hơn. Nên cái giá trị chất lượng của nó cái chất âm, cái cả giải đáp ứng nó rộng hơn, nó mang lại rộng hơn. Vâng, và tiếp đến là một em chân dài màu vàng óng ả và một màu trắng ngà vàng. Đấy, hai em này thì có giá mức giá là bằng tiền nhau các bác nhé. 2.950.000 đồng một cặp. Thì các bác cũng biết đây, thiết kế này thì em cũng đã nói trên clip và cũng đã review đến các bác rất nhiều. Đây, em này là của RCF các bác nhé. Còn em này là của Neo Silly. Tất cả đều là từ Neo nguyên khối. Đấy, bây giờ em sẽ bắt đầu là thử tiếng
cho các bác cùng cảm nhận em này nó như nào. Ê, Tú hộ anh cái. Ok. Đầu tiên là em tiếng của Neo RCF. Mời các bác. Ôi những gì đẹp lòng nhau là khi đất mẹ sống yêu thương. Ok, với em Neo RCF này, với em Neo BV Dub thì em cảm nhận thấy cái giải bát thì nó khá là giống nhau. Nhưng mà riêng với giải lời ca sáng thì thua BV Dub và thua em Felix này. Nói chung là em Felix này nó cũng là tiền nào của đấy, công nhận thật. Nó đắt nhưng mà nó sắt ra miếng. Và cái lời ca cũng như là rất là trong trẻo. Và cái giải bát nó cũng rất là đầy, ấm và sâu. Đấy, đây là em Neo Silly, Neo RC. Khô nắng lửa để tình yêu hai đứa như hoa nở đúng mùa. Để mà phân biệt rõ nhất các bác có thể là lắng nghe cái tiếng nhạc cụ, tiếng gõ cốc 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 ấy. Đấy, tiếng cốc cốc đó mà em cảm giác nó vẫn đục. Đấy, vẫn đục. Nhưng mà cái tiếng cốc cốc của em kia thì nó trong hơn một xíu. Nhưng mà để mà rõ ràng mà phân biệt được luôn thì em này là thể hiện tốt nhất. Đấy, tiếng cốc cốc đấy. Ok, tiếp tục đến em bass 30 Neo Silly các bác nhá. Mời các bác cùng nghe thử chất âm của em đấy. Đấy các bác thấy không? Với em Silly lại nhỉnh hơn em RCF một chút về cái giải lời ca cao hay, nhưng mà cái tiếng bát của em Silly em lại thấy là không được sâu như em RCF này. Thì giống như em cũng đã nói phân tích trên các clip rồi thì các bác cũng biết với các cái dòng thiết kế của hãng bát RCF ấy thì thường thì người ta sẽ làm thêm một là cái lớp gân, hoặc là cố gắng tạo một cái lớp gân kiểu như là làm thêm các lớp lợn sóng này thì sẽ tái tạo cái giải bát sâu hoặc là các giải lời ca lời trầm hay còn là mít lao ấy, nó tốt hơn là những các cái dòng bát trơn này các bác nhá. Bát trơn này đấy, như này là bát trơn hơn này đấy, để các bác nhìn thấy này. Đấy, đây là nhìn cái màng bát nó trơn hơn là với cái dòng RCF này thì cái bát của nó, cái màng nó ấy hơn đấy, là đấy. Còn nếu như trơn hẳn như em này thì nó là cao cấp rồi thì cũng chả biết được. Thật là cũng chả biết được là giải đáp tuyến nhà hãng đưa ra thì rất là rộng, nhưng mà khi kết hợp tiếng bát với nhau đấy thì cái bản chất và cái cấu tạo bát nếu mà chúng ta nắm bắt được thì chúng ta sẽ kết hợp được cái thế mạnh của nó, thì chúng ta sẽ phối được nó hợp lý hơn và nó tốt hơn. Tất nhiên rồi thì những cái bát mà đắt tiền mà cao cấp hơn thì nó sẽ cho chúng ta những cái giải đáp ứng rộng hơn, thì chúng ta có thể là tùy biến, cắt gọt và phối kết hợp nó dễ dàng hơn. Vừa rồi tất cả các bác vừa được nghe đó là các cái dòng bát Neo các bác nhé. Bát Neo thì đầu tiên là em bát BV Dub là thuộc dạng phân khúc và tầm trung trung, vừa tầm này. Đấy, khoảng tầm khá rồi. Khá là đắt tiền rồi, với 4 triệu đồng một cặp Neo nguyên khối và một em hoa hậu chân dài cao cấp hơn đây. Thì cặp bát Neo của Felix này thì đắt hơn, giá là 4.650.000 đồng một cặp các bác nhé. Và hai em phân khúc gọi là cũng hạng 2 là ở đây có em Neo RCF với tiếng bát thì sẽ đầy đặn hơn với em Silly. Em Silly thì lời ca như em cũng nói rồi, em đã phân tích trong các clip mà chia sẻ cũng như là giới thiệu đến các bác, thì là em Silly này thì lời ca cũng tốt hơn. Đấy, tốt hơn, nhưng mà giải bát thì đánh sâu thì không, thì lại thua em RCF một xíu. Đấy, nhưng em RCF lại cái giải lời cao lại không bằng em Silly này. Thì em cũng nói chuyện rồi, em cũng gọi là chia sẻ, cũng giới thiệu đến các bác rồi là thôi thì lợi về cái này thì sẽ bị thiệt về cái kia. Chủ yếu làm sao là chúng ta phối kết hợp vừa phải các cái thế mạnh của các em nói với nhau để đưa ra một cái kết quả cũng giống như là cái mục đích mà chúng ta nhắm và hướng tới các bác nhé.
Ok, bây giờ là sẽ đến một loạt các em hạng phân khúc vừa tầm và là từ thường các bác nhé. Và bây giờ tiếp tục là những em về từ thường các bác nhé. Từ thường ở đây thì trong các dòng từ thường thì bên Hiếu Minh bên em sẵn hàng tất cả các dòng. Chẳng hạn như là hiện tại ở đây là có BV Dup này, BV Dup này, bên em đang có số lượng rất là lớn luôn. Kể cả RCF này, bát BM này, bát MA này. Đấy, tất cả đều là hàng nhập các bác nhé. Thì với phân khúc giá cũng vô cùng hợp lý, từ 1.600.000 đồng. Đấy, và đến 2.300.000 đồng các bác nhé. Đấy, 1.600.000 đến 2.300.000 đồng. Thì đầu tiên em xin được giới thiệu đến là em RCF bát 30. Em này thì là từ 19. Từ 19 côn 76 các bác nhé. Dòng RCF bát nhập đít lồi, một phân khúc gọi là rất là phổ thông, dễ ghép form vỏ thùng. Hầu như là không kén form vỏ thùng. Công suất và cái khả năng kết nối, khả năng đáp ứng của em nó cũng rất là tốt, được rất nhiều các bác tin tưởng và ứng dụng. Rồi, ok đấy. Thì với bản thân thiết kế của em RCF này, em này vừa có giá là 1.750.000 đồng một cặp các bác nhé. 1.750.000 đồng. Giá tất cả bên Hiếu Minh bên em đều là công khai giá, công khai và chi tiết giá luôn các bác nhé. Bên em bán hàng luôn luôn công khai giá và cụ thể giá từng, giá từng chi tiết sản phẩm cho các bác luôn. Em BV Dup này có mã model là VK1290N, tức là từ 12 là bát 30, 12 inch bát 30. Từ 190 côn 76. Ok, giờ mời các bác cùng nghe thử qua cái đâm của tiếng của em RCF nhá. Thì có tôi về. Đấy, các bác thấy không? Từ thường bao giờ các bác cũng sẽ cảm thấy tiếng nó sẽ trầm hơn một xíu, trầm hơn một xíu. Và đặc biệt của JBL này cũng thế, RCF này cũng thế. Đấy. Các bác thấy tiếng nó trầm hơn không? Ok. Cái đến là em bắt BV Dup 2.300.000 một cặp. Giá vô cùng hợp lý luôn các bác ạ. Em này ghép lời thì cũng là rất là tuyệt vời luôn. Người đi đi ngoài phố, chiều nắng tan bên sông. Người đi đi ngoài phố, bóng sáng xưa mịt mờ. Bác có thể, các bác có thể phân biệt cái tiếng chịch chịch chẹt 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 đấy, tiếng là tiếng giải nhạc cụ. Đấy, cái giải nhạc cụ của em BV Dup này là rõ hơn, rõ ràng hơn em này. Người đi đi ngoài phố, chẹt chẹt này. Đấy, giờ đây là bên này. Người đi đi ngoài phố, mấy sâu chân làm loài hình bóng cũ. Đấy, cũng như là em đã nói rồi, phân khúc của em bát RCS kia thì là thiên về cái giải giải trống, giải trầm và giải mid lao. Tức là nếu mà ghép bát em bát này, nếu mà để mà đánh súp này hay đánh mid lao hoặc đánh những chiếc loa những chiếc loa mà các bác ghép ấy, các bác phối với em tép nào to to một xíu ấy, như em này thì lên, em khuyên các bác là lên ghép với các cái em tép từ A45 trở lên. A45 ấy, cho tôi là A45, côn nó lớn hơn một xíu trở lên. A75, A850, 850, tép 850, tép 750 trở lên thì nó sẽ bù lại được những cái giải lời và giải bát đánh sâu tốt hơn. Còn như em này thì chỉ cần A44 thôi. Đấy, kẹt tép A44, côn 44 là rất là ok rồi, giải lời cũng đáp ứng rất tốt. Đấy. Phân khúc giá thì tất nhiên rồi, các bác cũng hình dung là từ neo bao giờ cũng đắt hơn, bởi vì từ neo sử dụng công nghệ mới, sử dụng các cái nam châm là nam châm đất hiếm, nên cái giá thành khi mà sản xuất ra thành phẩm một chiếc bát nguyên liệu đầu vào đắt hơn thì tất nhiên là phải đắt hơn rồi, đúng không các bác? Đấy, chúng ta không thể nào so sánh được những cái bản chất, những cái cốt cơ bản của cái sản phẩm được các bác ạ. Từ neo đắt hơn tất nhiên là nó là cái giá thành và cái chất lượng nó phải nổi trội hơn. Còn nhà chúng ta phân khúc gọi là vừa tầm với phân khúc hợp lý thì các bác cứ sử dụng từ thường này, từ neo thì tiện cho vận chuyển. Thứ hai nữa là
các cái tính năng độ bền. Tất nhiên rồi, nó cũng sẽ được cải thiện bởi vì càng ngày công nghệ càng đi lên mà các bác. Ok, ngoài lề một xíu, giờ em sẽ thử cho các bác cùng trải nghiệm tiếp là cặp bát BM. Cặp bát BM bên em thì bên em đang có hai loại. Một loại là từ 17, đấy, 1.6.000, và một loại là từ 19, là 1.900.000 đồng. Bát BM từ 17 là 1.6.000, từ 19 là 1.900.000. Và ở đây em so sánh luôn bát BM và bát MA nhé. Tất cả đều bát hàng nhập nhé. Sự phân biệt thì các bác nhìn này. Bát MA thì là có hình khuyết đây này, và logo tem của hãng ấy. Thiết kế thì em thích cái thằng MA này hơn, nhìn trông nó bắt mắt. Còn vấn đề là chất âm chất tiếng thì đây, mời các bác cùng trải nghiệm thực tế. Em sẽ đánh với em từ 19 trước. Với riêng với từ thường các bác nhé, với từ thường ấy, cái lực từ ấy là từ 19, lực từ sẽ tốt hơn. Khi lực từ tốt hơn thì sẽ tạo cho cái tiếng bát nó được sâu và được đầy đặn hơn các bác nhé. Mời các bác cùng nghe. Đầu tiên là bát BM. Phân tích thì nghe thực tế trải nghiệm thì em cảm thấy độ nhạy tức là cái giải cao của em bát MA có sự nhạy hơn và có cái thiên hướng là cái giải mid 2, tức là giải lời ca, giải mid 2 tốt hơn em BM một xíu. Nhưng mà em BM thì lại ấy, cái giải đầm ấm khi tiếng bát đánh uỵch cảm giác là ấm mà nó sâu hơn là em MA này. Ok, mời các bác cùng nghe lại cái sự cảm nhận. Đây cái sự phân tích của em nhé. Đầu tiên em sẽ mời các bác nghe BM trước này. Trên non gió cuốn mây về. Sao anh vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở trong hồn và thương đôi mắt nhỏ. Đấy, các bác cảm thấy nhận thấy rõ rệt không ạ? Là rõ rệt luôn, từ lời ca đến từ lời trầm ấm thì em bắt BM là đầy và đầm ấm hơn, còn em bắt MA này thì tiếng giải cao lợi hơn, nhưng mà cái giải trầm ấm thì lại kém hơn em BM. Đấy là phân khúc của hai cặp bát, hai chiếc bát, bát BM và bát MA các bác nhé, đều là từ 19 đến 76. Một cặp là 1.900.000, một cặp thì là nhỉnh hơn một chút xíu là 2.000.000 các bác nhé. Đấy là từ 19, còn từ 10 đây, còn từ 17 đấy các bác ơi, từ 17 thì là sẽ chuyên về lời nhiều hơn. Em ơi, anh đây, ok, giờ cùng nghe thử từ 17 nhé. Thì em nghĩ là thiên hướng của hai cái này nó cũng giống nhau thôi, thiên hướng của hai dòng bát này nó cũng ngang nhau thôi. Đây thì cùng trên một clip hôm nay cũng test thử để trải nghiệm thực tế với các bác nhé. Nhiều bác cứ bảo comment trên YouTube ấy thì là thấy em cứ nói thế thôi mà không biết là thực tế nó như thế nào. Đấy thì em cũng rất là mong muốn là cái chiếc điện thoại này có thể thu âm và ghi âm được những cái khúc ca, những cái đoạn ca, những cái đoạn mà em phân tích mà để em nghe. Tất nhiên rồi, cái mỗi một người có một cái cách nghe một cái bài nhạc và nghe quen tai riêng, thì đối với em thì em nghe, em cảm nhận và em phân tích được ra như vậy. Tuy là trên ngôn ngữ kỹ thuật thì người ta hay phân tích ra gọi là giải tần, đáp tuyến, đáp ứng, rồi
đáp tuyến tần số ấy, cả này cả kia thì em nghĩ thì là gọi là giải cao, giải thấp, giải trung thôi. Ok, nào. Sao anh vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở trong hồn, và thương đôi mắt nhỏ em buồn, vì mình thương nhau, vì mình yêu nhau nên mới giận hơn, vì mình xa nhau nên nhớ nhớ nhau. Rồi, vừa rồi là các em này, bây giờ các mời các bác cùng nghe lại em Hoa Hậu ở đây, ở tại kho của Hiếu Minh Audio bên em, để về các bác có thể cảm nhận cái clip mà khi em loa này em sẽ để lên trên đầu tiên. Đấy, để lên trên đầu tiên để cho các bác cùng đánh giá và cùng có sự so sánh các bác nhá. Lỡ không về chắc em buồn biết mấy, dáng nhỏ sân xưa cũng nhớ đêm ngày. Mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy, dáng nhỏ sân xưa cũng nhớ. Một đoạn. Hy vọng rằng là cái clip này sẽ gửi đến các bác tất cả những cái thông tin, những cái tính năng kỹ thuật mà để người ta gọi là mắt thấy tay sờ, để các bác cùng có sự cảm nhận. Và tất cả các cái dòng loa bát 30 ở đây bên em đều đang sẵn hàng, có sẵn hàng tại kho hàng của Hiếu Minh Audio bên cơ sở 3 các bác nhé. Cơ sở 3 bên em thì có địa chỉ là cổng chào khu đô thị Đô Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, cách bến xe Yên Nghĩa khoảng 4 cây các bác nhé, đi vào khu công nghiệp Yên Nghĩa, gần trường đại học Phenica, một trường đại học là cũng mới mở với cơ sở trang thiết bị rất là mới. Và cũng khu vực em cũng đang xây dựng một cái bệnh viện gọi là bệnh viện Nhi Hà Nội. Các bác cứ tìm hiểu thông tin là sẽ thấy và tìm đường về bên em rất là dễ dàng. Kho em thì rất là rộng rãi, mặt đường 12m, xe tải, xe đi thoải mái. Với tất cả các cái dòng bát ở đây, chúng ta cũng đều có thể là ghép loa full này, ghép array này, đấy, và ghép array này, ghép loa full này, ghép monitor đều được hết các bác nhé. Chủ yếu là khi các bác lựa chọn những sản phẩm nào, thứ nhất là vừa túi tiền, thứ hai là vừa cái tầm mà cái mục đích các bác hướng đến. Tất nhiên rồi, nếu mà để mà nói tiền nào của đấy, tất nhiên những sản phẩm mà cao cấp, nhiều tiền thì khả năng nó đáp ứng nó sẽ rất là rộng. Giống như các bác mua con xe đua ấy, đấy, các bác mua con xe đua ấy thì thay vì ta đi đua thì ta vừa được đẹp này, ta vừa là khỏe này, đấy, xe đua vẫn đi chậm được bình thường, nhưng mà những cái xe bình thường mà muốn đi được như xe đua thì lại không được đâu các bạn ạ. Đấy, đấy là em ví dụ gọi là một chút để các bác hình dung và hiểu nôm na nó là như vậy. Vừa rồi là một clip em giới thiệu đến tất cả các bác các dòng bát 30 đang có sẵn tại cơ sở 3 Hiếu Minh Audio bên em. Tất cả các bác có ý kiến gì, cũng như là có những con mơ, cũng như là có muốn tư vấn thêm về kỹ thuật, về các sản phẩm, thì hãy điện ngay số hotline bên em. Số hotline của em là Dũng 0938 132 388. Số hotline ở trên, số hotline trên của Hiếu là 0389 840 238. Em Dũng bên cơ sở 3 xin kính chào tất cả các bác. Chúc các bác có một ngày làm việc vui vẻ và tràn đầy năng lượng nhé.